Tụi nó về đồng bằng sông Cửu Long, không ai nhắc về Cà Mau hết. Đồng bằng sông Cửu Long nó về cây trái, về nước ngọt đúng không? Tự nhiên có vùng Cà Mau nước mặn không? Có vùng Cà Mau có một cái cây đước không? Nó chẳng có trồng được cái cây nào hết. Thực ra cái mô hình này chính xác là định hướng là trồng rừng. Nhà nước sẽ khoán cho người dân ở đây là trồng rừng và giữ rừng thế này. Trồng rừng không thì họ sẽ không mang lại cái sinh kế cho người dân, thì họ bắt đầu họ thu lại những cái nguồn lợi kèm theo từ cái rừng đó. Cho nên họ sẽ thu hoạch tôm, cua và cá ở dưới cái tán rừng đó. Thì hoàn toàn tôm, cua, cá là tự nhiên hết. Và cách đánh bắt của mình phải thuận theo tự nhiên. Một tháng cho thu hoạch có 2 lần thôi, vào ngày rằm và ngày mùng 1. Nên những ngày còn lại mình muốn thu hoạch nó cũng không được nữa. Tại vì nó theo con nước rất là tự nhiên. Những ngày đó con tôm mới đi ăn, mình bắt nó mới có. Còn những ngày còn lại là mình cũng làm y chang như vậy á, mình cũng đánh bắt nó, hoàn toàn không có. Cũng không hiểu vì sao mình có một cái gắn kết với nó là như vậy. Nó nhiều người thấy nó bình thường, nhưng mà em thấy nó đẹp thôi. Khi mà mình thấy được nó đẹp, mình yêu thích nó, thì mình cũng sẽ có những cái ý tưởng để mình gắn kết với nó nhiều hơn. Cô về sinh sống đây là hơn 30 năm. Nuôi tôm thì là được hơn 30 năm rồi. Nhưng mà nếu mà làm về cái tôm khô thì nó mới hơn 4 năm nay. Cô mới là cô tập trung cháu em nó học về bên kiến trúc. Thế rồi ra được trường được 1 năm rồi Thành có ý tưởng là đưa cái sản phẩm tôm sạch này cho tới người tiêu dùng. Thì cô không đồng ý. Cô nói là cô bao nhiêu thời gian để cho em nó đi học. Mà đến bây giờ tự nhiên cái lại quay về trở về này thì cô không chịu. Trước kia là cô tính cô về hưu rồi cô chú là nghỉ dưỡng, không có làm ở đây nữa, đi về thành phố. Nhưng mà thấy Thành làm ăn phát triển thì cô lại tiếp tục ở đây luôn. Công đoạn đầu tiên phải là tôm tươi, phải tôm còn sống, rửa sạch sẽ. Chừng nào mà thấy nước nó trong á thì bắt đầu bỏ vào nồi hấp, không có đổ nước, phải đun thật là lâu để khi con tôm nó phồng lên đã mình mới bỏ muối. Sau đó thời gian nhất định thì mình mới đem phơi. Phơi thì tôm phải được một nắng mà phải đưa vào trong nhà kín, chứ không phơi ở ngoài được. Mình phải ra kiểm tra xem là cái đủ cái thời gian để mình đập tôm hay không chưa. Đập tôm xong lại có công nhân người ta làm lấy cái chân ra rồi phân loại tôm. Rồi lúc đó mới là ra được cái thành phẩm. Năm 2016 là em bắt đầu cái công việc, cái mô hình này. Thì năm đó em đi làm được 2 năm rồi thì em cảm thấy mình không có thích hợp lắm với công việc hiện tại. Và mình cảm thấy bản thân của mình gắn bó, thích với những cái mô hình thiên nhiên thế này, thích làm việc với gia đình mình nhiều hơn. Gia đình cũng không có muốn giữ lại cái mô hình thế này nữa, tại vì cũng không có còn ai làm nữa. Thì em thấy việc gia đình làm thế này 30 năm rồi mà mình bỏ đi nữa thì em cảm thấy nó rất là tiếc. Em thấy cái mô hình này rất là hay. Phát triển cái mô hình này đến những cái người tiêu dùng ở thành phố lớn thì họ được tiếp cận đến những cái con tôm thiên nhiên, tôm tự nhiên ở Cà Mau. Còn mô hình con tôm Eco Homestay của em nó chính là một mô hình kết hợp với lại cái sản phẩm của mình để chính những khách hàng, những người quan tâm đến cái mô hình họ có thể trải nghiệm, họ tìm hiểu sâu hơn về cái sản phẩm của mình. Ngay cả gia đình em sinh sống ở đây cũng rất là buồn khi mà có khách đến đây tự nhiên một làn gió mới đến cho gia đình. Mà quê chính gốc ra thì chú ở ngoài Thái Bình cơ. Xong rồi chú đi bộ đội từ năm 76 rồi chú sang Campuchia. Khi về phục viên thì bắt đầu chú mới chuyển ngành về Kiên Giang. Rồi đến năm 90 là chú về dưới này chú đi sang đất Đồng Tôm. Lúc bây giờ thì chỉ có một mình chú ở dưới này thôi. Còn cô với lại các em thì ở trên Kiên Giang, trên đó nó còn nhỏ học. Sau này cô dạy học không, cô nghỉ hưu rồi bắt đầu cô mới về dưới này cùng với chú làm. Nói đúng ra mà nói là chú không vui đâu. Bởi vì mộng của chú là để cho các em nó học rồi nó về sống trên thành phố thôi. Chứ không đồng ý thích lắm.
Nhưng mà nó thì nó nói là thôi cứ để cho nó làm thử đi, mà một vậy hai nữa là nó đi làm công làm mướn cho người ta, thì thế thì nó là làm ở nhà. Nó chỉ cần đi làm mà cái tiền lương nó bằng với lại người ta trả cho nó là nó vui rồi. Vậy với lại hai nữa nó bảo bây giờ con tôm ở thiên nhiên ở ngoài mình giờ ở đây mình nó ít rồi, mà hai nữa cái sản phẩm của mình nó không có đưa lên thành phố được cho người tiêu dùng, cho nên là em nó gắng làm. Rồi coi từ đó giờ là em nó làm thì mới được sự hỗ trợ của phiên chợ xanh nữa, cho nên là nó cũng tương đối ổn ổn. Thì bây giờ là coi như là cả nhà tập trung vào hỗ trợ để cho em nó phát triển lên. Cách ánh mắt của mình thì thuận theo tự nhiên. Một tháng cho thu hoạch có 2 lần thôi, vào ngày rằm và ngày mùng 1. Nên những ngày còn lại mình muốn thu hoạch nó cũng không được nữa. Tại vì nó theo con nước rất là tự nhiên. Những ngày đó con cơm mới đi ăn, mình bắt nó mới có. Còn những ngày còn lại là mình cũng làm y chang như vậy á, mình cũng đánh bắt nó, hoàn toàn không có. Thuận theo tập tính của con cơm nè, cũng thuận theo cái điều kiện tự nhiên, con nước lớn, con nước rồng nè, cũng phải đến cái ngày đó, ngày rằm và ngày mùng 1 mới bắt cơm được. Năm 2020 thì em xác định cho mình đó là việc học. Năm 2020 là em có tham gia một cái khóa học và học một năm. Bây giờ cũng sang năm 2021, cuối năm 2020 mình nhìn lại mình đạt được những mục tiêu mình đặt ra hay không. Thì theo bản thân em đó là đạt được. Tại vì mục tiêu ban đầu em phải đi học thôi. Thì việc kinh doanh nó bị chững lại. Thì năm vừa rồi cũng là năm mình bị dịch Covid. Thì tình hình bán hàng tất cả mọi người đều khó khăn. Thì em cũng có khó khăn trong bán hàng, nhưng mà tổng kết chung lại thì là vẫn duy trì được. Còn so với cái mục tiêu ban đầu của mình thì vẫn là đi học. Em cũng muốn rằng là người dân, ngay cả bản thân gia đình mình cũng là một người nông dân, hiểu được cái giá trị mà các công việc họ đang trồng rừng là như thế nào. Hiện tại thì người dân đang phá rừng đi nhiều, họ chuyển sang nuôi công nghiệp này. Thì bản thân em là muốn giữ cái giá trị từ rừng đó, từ từ lan tỏa đến người xung quanh, họ hiểu họ cũng có thể phát triển được giống như của mình. Không hẳn là em thế là độc nhất ở đây, duy nhất ở đây, mình lan tỏa cho người dân họ hiểu, họ có thể cùng làm với mình.